Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Điện Tổng Hợp của mình. Và video này mình trong cái quá trình đi kiểm tra cái tổ bù này thì mình sẽ quay video cho các bạn cùng xem. Hôm nay đi kiểm tra nó, mình thấy một cái sự cố rất là nguy hiểm. Đây là các bạn này, một cái dây của cái tổ nó đã bị tụt cái đầu cốt rồi. Rất may là nó không bị chạm vào cái vỏ máy. Bây giờ mình sẽ đi xử lý lại cái đầu dây này và bắt ốc lại. Đây các bạn này, một con át 100A gốc nguồn cho một con công tắc tơ 100A cấp xuống 3 dây của tụ để bù điện. Cái tụ này của mình có 8 cái tụ, 8 bộ automat và công tắc tơ. Cái tủ này cũng mới dùng được mấy tháng, chắc là do đội thi công nó bóp cốt không chắc chắn nên là nó đã bị tụt mất một dây của tụ ra. Rất may là phát hiện sớm và không bị chạm ra vỏ. Mình đã bóp cốt lại đầu dây và bây giờ mình sẽ đi đấu nối lại nha các bạn nhé, đấu vào trong má của công tắc tơ. Mình đã tắt át đi. Khi làm cái tụ điện thì các bạn để đảm bảo an toàn thì các bạn phải kiểm tra xem tụ nó còn tích điện không nhá. Phải tắt át cái đầu, tắt automat đầu cấp điện vào. Đó, mình đã đấu nối xong. Cho các bạn quan sát lại một lần nữa cái tụ của mình. Bây giờ mình sẽ bật át lên để cho con tụ này sẽ hoạt động. Mình xin kết thúc video mình tại đây. Các bạn xem video thấy hay và có ích thì nhớ like, chia sẻ video và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.